chúng mình ngày đó quen nhau vương chút tình trên tóc mây đôi mắt thơ ngây hoa nắng ươm đầy đẹp tựa như lá mê mây nên tình anh chót vây ngày đó quen nhau chúng ta thường qua lối trên má em hồng đẹp tựa như lá me rơi khung trời xanh ước mơ ta xa nhau lúc hè về vương sát vườn buồn nẻo đường thành đô khói ngầm trời vùng luyến thương ơi mùa thu dâng cao biết rằng người yêu đã đường buồn thầy mẹ vui hơn mà lê trang dưng dưng dặn do con yêu phải sống theo gia đạo bên chồng bước qua dòng sông hỏi từng con sông
Cao Công Nghĩa và Thiện Nhân với Vùng Lá Mê Bay và Duyên Phận. Xin cảm ơn bốn cô gái trong tranh. Thưa quý vị, quá là hay đúng không ạ? Không biết quý vị khi xa chứ Nguyên Khang ngồi dưới thấy nổi da gà với lại phần biểu diễn của Cao Công Nghĩa và Thiện Nhân với hai ca khúc rất hay, Vùng Lá Mê Bay và Duyên Phận. Và ở phần này cho phép Nguyên Khang xin mời nghệ sĩ ưu tú Vân Khánh sẽ nhận xét trước. Xin mời chị. Vượt ra là hai cô gái rất là duyên dáng với những cái ca khúc mà hiện nay rất là hot, đi đâu cũng nghe là Duyên Phận hết á, cho nên là đập vào tai là những cái giai điệu rất là quen thuộc. Thì hôm nay thì hai em với hai tạo dài rất là duyên dáng này, hát rất là có hồn. Đặc biệt chị rất là khen ngợi cho bạn Cao Công Nghĩa, hát rất là có cái cảm xúc biệt tiệc trẻ, mạnh nhẹ to nhỏ. Nhưng mà cho chị hỏi Thiện Nhân một tí là không biết là cái tống này có bị thấp với so với em không? Có bị thấp không? Dạ thưa cô là có. Hơi có. Mà cái này là vì do hai bạn thống nhất tống với nhau hay sao? Mà tại vì chị thấy là đa phần là bẻ vào thì nó hơi bị xịn cái dòng một tí xíu. Tại sao mình không nâng lên một tí, hay là do phải nhường cho chị Cao Công Nghĩa nữa? Thật ra thì trong thời gian qua là hai chị em cũng có vấn đề về sức khỏe, thành ra là chọn cho nó an toàn, giải pháp an toàn đúng không? Chúc mừng hai em. Xin mời anh Hưng. Thứ nhất là chọn bài hay quá, quá hay luôn. Rồi thêm của giọng hát của hai em ngọt ngào. Hai em tuy hai mà là một. Đấy, anh nói cái này là có lý do, vì là cái khi mà hát đồng âm á, thường cách nào để cách cũng rất dễ so le một vài chữ. Nhưng mà anh chưa tìm thấy một cái chữ so le nào cả trong suốt cả một cái mùa từ đầu đến giờ. Tụi em hát rất là chặt, ngay cả cái áo dài cũng vậy nữa. Đó, được thiết kế để thành một, thấy không? Những bức tranh tổng thể. Cái này nó cái sự đúng là một cái cặp đôi, nó rất là hòa hợp. Anh vẫn thích cái cách mà xử lý tình cảm và cái nét mặt, ánh mắt ưu tư của Công Nghĩa khi mà nhìn em gái của mình. Đó, rồi những cái nốt cao mà cái làn hơi gió để mà luyến lấy bằng hơi đó, thì Thiện Nhân làm rất là sắc nét, anh rất thích. Chúc mừng hai em. Xin cảm ơn anh. Xin mời chị Cẩm Ly. Những cái nào mà cái ưu của mình thì ráng cố gắng giữ và phát triển thêm. Còn những cái nào cái khuyết mình biết thì mình phải hiệu chỉnh lại. Còn cái vấn đề về bé Nhân thì đúng là con hát rất là cao. Mà bây giờ vấn đề sức khỏe với lại khi mình hát đôi là bao giờ, như là anh Hưng cũng nói rằng nó có phải cái sự nhường nhịn nhau, thì phải chấp nhận thôi, mình cố gắng. Mà bây giờ mình đã có được một cái sự đồng điệu giữa hai đứa như thế, thì điều đó là một cái ưu thế rất là lớn, rất là vui vì sự tiến bộ của hai đứa. Thứ nhất là xin cảm ơn ban nhạc đã cho một bản hòa âm mới của bài hát Duyên Phận và Phòng Lá Máy Bay này. Thứ hai là cảm ơn riêng nhạc sĩ Duệ Hùng đã hòa âm mới cho một ca khúc này, mà tôi nghĩ cũng sẽ là bản hit cho một bản phối mới cho bài hát Duyên Phận. Cảm ơn anh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với số điểm của giám khảo dành cho cặp đôi này. Xin mời anh Hưng. Anh tặng hai đứa 9,75. 9,75. Và xin mời chị Khánh. Chị cho 10. Hai em 10. 10 điểm. Wow. Đôi mắt thấm ướt khi
biệt ly. Cảm ơn danh ca Giao Linh và danh ca Phương Dung. Và bây giờ chúng tôi xin mời phần nhận xét của ban giám khảo cho tiết mục này. Về tiết mục này thì theo Hưng là một ý tưởng quá sức là táo bạo. Khi mà đặt vào đây một cái cách vinh danh và ẩn dụ
giữa những hình ảnh của những tài năng trẻ cộng với hai tượng đài của âm nhạc dòng nhạc bolero quá lớn của Việt Nam, đó là cô Phương Dung và cô Giao Linh. Có một đoạn nhịp rất là khó mà lại giao cho một người quá trẻ là Nhân. Nếu một người bình thường đi hát sẽ dễ bị khựng và rớt chỗ đó liền lập tức luôn. Nhưng mà hai lần em đã làm trơn tru, anh có lời khen cho Thiện Nhân. Và ở trong bài hát này, đỉnh cao nhất là cái phần sự hòa giọng của bốn người. Nó rất là cân và rất là đẹp. Và nó vang lên rất là đồng thanh, đồng thủ. Một tiết mục rất đáng để nhận những tràng pháo tay thật lớn của khán giả nơi đây. Xin cảm ơn nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Đây là một tiết mục mở màn mà rất là bolero, rất trữ tình, mà nhẹ nhàng, nhưng mà xứng tầm cho một cái đêm chung kết cho Tuyệt Đỉnh Song Ca phiên bản cặp đôi vàng này, để như là Nghĩa và Nhân kế thừa tiếp nối những dòng nhạc bolero trữ tình của quê hương, thật là đẹp. Bốn người biểu diễn với nhau, trong lòng đi chỉ có một cái suy nghĩ, một cái ý nghĩ, đó là trải qua bao thế hệ thì cái dòng nhạc trữ tình bolero này mình cảm nhận được là nó vẫn sống, tuy rằng nó có những lúc thăng trầm nhưng nó mãi mãi vẫn len lỏi và vẫn sống mãi trong cái tiềm thức của mỗi người dân. Thấy ở trên các bậc tiền bối như thế, đời đây thế hệ như thế này, mình cảm thấy rất là vui, và mình tin rằng dòng nhạc này sẽ vẫn luôn luôn còn sống mãi trong lòng của mọi người. Hai em rất là đẹp sân khấu và hôm nay mặc hai cái áo rất đẹp. Tên của hai em đi đôi với nhau cũng đẹp nữa, Nhân Nghĩa. Có thể đó là một cái định mệnh đẹp cho hai em. Hạ cũng rất là, phải nói là ngạc nhiên và xúc động nữa, vì mình đã lâu rồi mới gặp lại chị Phương Dung và chị Giao Linh. Cái tiết mục này không có thể nói một tiếng nào khác hơn là tuyệt vời. Xin chúc mừng hai em. Hi, xin chào quý vị. Tôi tự giới thiệu, tôi là Khang, biệt danh là Khang Xe Ôm. À, nhìn các bạn là biết là Khang Xe Ôm đúng không? Tôi chạy xe ôm ở cái khu phố này, kiêm luôn bảo vệ, quản lý ở cái khu này. Nói chung là ai đi ra đi vào, ai mà thân phận như thế nào là tôi ôm hết. À không, tôi quản lý hết. Nói đâu nghe, có mấy cái chuyện mà tôi còn biết được thâm cung bí sử, nguyên cả xóm hoài ai biết mà tôi biết. Biết vụ ông Hưng với bà Ly yêu nhau là tôi biết luôn. Đó, cái chuyện này là không có ai biết hết, mà có mình tôi xe ôm nhiều chuyện này biết thôi. À nó nghe chứ hồi xưa là tôi rất là thích hát, tại vì tôi được tính rất là thương người mà lại trời sở hữu cho cái giọng hát trời phú. Bởi vậy hôm nay chạy xe ôm rỗi ế cho là hát câu. Mấy anh ban nhạc cho em đoạn vô lấy tông nha. Hôm chia tay chiều chủ nhật. Anh Khang ơi, anh Khang ơi. À, con em nó khóc quá trời, anh đi chỗ khác hát giùm em nha anh. Thấy một nhành hoa. Vâng, Khang ơi, Khang. Ngoại nói cho con nghe là ngoại bị lên máu nha con. Con cái đi chỗ khác hát giùm ngoại con ơi. Cái gì mà trời ơi, tôi vừa mới hát mà trời. Vừa thì cất lên một người ói, một người thì lại chóng mặt nhức đầu, khổ ghê. Ai mua bông không? Bông hồng đẹp làm quà tặng cho người thân đây. Chú ơi chú, chú mua giùm con bông đi chú. Ủa, chú? Chú không phải là chú Đàm Vĩnh Hưng không vậy? Con thấy đúng không? Nghĩ đúng không? Phải chú không? Con nghĩ chắc là phải. Bao nhiêu bông vậy con? Dạ thưa chú là 5.000. Thế vậy? Con tặng cho cô này đi. Đi đây, cô mua hết cho con. Tôi mua trước rồi. Chừa cho cô đó một cái bông hồng vàng. Chú mua này cho con. Ly, lỡ mang tiếng thì có miếng cưng. Đó, thấy chưa? Tôi nói mà. Ôi, ôi tôi nói Hưng với bà Ly yêu nhau mà, mua hoa tặng nhau kìa. Nè, nè, ông Minh ông mua cho tôi đi rồi ông trả tiền luôn đi ông Minh. Và từ từ mình yêu nhau. Kéo kéo đây. Ai mua kéo kéo không? Chị hai. Ý. Hai chị em ơi. Út, bán được gì không em? Dạ, bán được nhiều lắm luôn á hai. Giỏi quá, hôm nay Út của hai giỏi quá. Hồi sáng giờ có mệt không? Mà hồi nãy em đi bán á, hình như là em gặp được chú Đàm Vĩnh Hưng này với lại cô Phương Thanh luôn á. Phải không vậy? Út của chị gặp được á hả, chú Đàm Vĩnh Hưng với cô Phương Thanh luôn? Dạ. Ủa, chứ hai cô chú đi chơi chung với nhau hả? Em đâu biết đâu.
Vậy thôi hai cô chú có mua bông cho em không? Hai cô chú mua hết bông luôn. Trời ơi vui quá à. Nè, sáng giờ mệt lắm rồi đúng không? Chị hai còn nửa ổ bánh mì nè, ăn đi rồi lát nữa lấy sức á bán tiếp nghe. Thôi chị hai ăn đi, em mập vậy em không sợ đói đâu. Dễ thương. Với lại buổi sáng á chị hai mới đi học ở trong trường, trưa còn rảnh rỗi để đi lấy kẹo, tối đi bán để lo việc học hành cho em nữa. Hai ăn trước đi. Mà nãy á em đi á em có mua bịch trà đá cho hai nè. Trời ơi thương quá Út ơi. Cảm ơn Út nha. Lên Sài Gòn có hai chị em à. Đi học xong á buổi tối không có ở nhà học bài làm bài đâu. Đi theo chị hai phụ bán làm gì? Lỡ má biết được má la chị hai rồi sao? Đâu có sao đâu hai. Em đi bán chỉ để phụ mẹ chuyện học hành của hai chị em mình thôi, chứ em đâu có làm gì sai đâu. Thì biết á là không có làm gì sai. Chứ nhưng mà... Nhưng mà sáng giờ chị hai có bán được gì không? Không. Hôm nay chị hai bị cảm. Cổ họng chị hai đau lắm, không có hát được. Mà bán kẹo kéo không có hát á, có ai đâu mà mua. Chị. Nè, hai đứa, bán kẹo kéo à? Dạ. Sinh viên. Dạ. Để anh giúp cho. Anh giúp. Yên tâm, anh chạy xe ôm ở cái khu này ai cũng tin. Nó không có lo gì đâu nha. Đứng qua bên anh hát một cái là bảo đảm thu hồi vốn liền. Đi ra vòng qua chứ sao đi nha. Mượn cái micro lấy giọng cái coi. Dàn này hát được không? Hi-fi stereo không? Hôm chia tay chiều chủ nhật. Đó 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 sao? Ngoại nói rồi ngoại bị lên máu. Con đánh luôn cho ngoại nghe Khang. Định hát giúp cho hai em bán. Mấy lần trước anh bán là hết hàng luôn đó. Thôi thì nhường kẹo kéo cho em mà. Nãy sao? Cô chị nói sao? Cô chị bảo là bị cúm, bị ho đúng không? Dạ. Thấy thương. Móc ra tặng chai dầu à. Nhớ xức vô hai cái màng tang ha, cho nó nóng người. Em bị ướt quá trời, nói cho nghe, tặng cho cái áo mưa đó. Chạy sơ mà đầu tư không nguyên cái áo mưa màu hường à. Không được không, cái áo mưa này nó quá nhỏ bé so với em. Lúc mà em mặc á em xé đôi ra nha, xé đôi ra chùm là hai đứa ha. Dạ. Ok dạ. Chúc may mắn ha. Dạ. Ok dạ. Con cảm ơn chú. Hai ơi, vậy còn kẹo với bông thì sao hai? Không sao đâu, lát nữa hết mưa á, chị em mình đẩy xe ra chỗ khác bán nha. Nhưng mà ngày mai là hai chị em mình phải đóng tiền nhà trọ rồi. Không sao đâu, em đừng có lo quá. Nè, áo mưa chú cho nè, em mặc đi. Thôi, chị hai mặc đi. Không, em mặc đi chứ để đâu. Thôi để em hát giùm cho chị hai nha. Ừ, ngoan, út ngoan.
đứa. Có bà ngoại ngồi đây xem ủng hộ nè. Hai ơi, tạnh mưa rồi hai. Em có bà ngoại ủng hộ bên kia. Bác. Đây hai đứa. Hai đứa ở đây hát cho ngoại nghe nha. Dạ. Hát hay quá. Thằng này nó hát dở nên ngoại mới đuổi đi. Hai đứa hát đi, ngoại mua kẹo kéo ủng hộ cho. Dạ, con cảm ơn ngoại. Qua đây ngồi ngoại, qua đây ngồi. Gia đình bác kẹo kéo và mới cất tiếng hát thôi mà giải tán đám đông. Đời bất hạnh vậy, cho nhan sắc không cho tiếng hát. Chúng ta vừa đến với hai chị em bán kẹo kéo với một ca khúc rất là hay. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời phần chia sẻ nhận xét của ban giám khảo. Xin mời anh Đàm Vĩnh Hưng. Anh không có biết trước được kịch bản là phải còn một ít hoa ở trong giỏ, để cho nó mới tội nghiệp hơn nữa. Anh lỡ tay mua hết trơn. Xin lỗi nha. Cái thoại rất là dễ thương. Anh thích nhất là cái chỗ lúc mấy lấy lần mà bà ngoại bà đuổi á, bà chê bai là kia bà lên máu đó, thích chỗ đó dễ sợ. Thật ra thì Khang cố tình hát cho nó dở đi thôi chứ Khang hát được lắm, mình biết. Năm sau thi tuyệt đỉnh song ca. Năm sau ban tổ chức nhớ mời Phương Thanh chấm nha. Về phong độ của hai em thì luôn luôn ổn định. Anh hay đợi cái lúc mà hai tụi em song ca lắm. Luôn luôn đợi phần đó để chi. Xấu tính lắm, để coi có bị sô le không, coi có bị đứa trước đứa sau không, mà lần nào cũng thất bại hết trơn á. Hai em hát dính chặt kinh khủng luôn, mặc dù hát đồng âm có một câu duy nhất thôi thì nhân nó gần được là tròn trịa là 10 luôn rồi đó, 10 điểm đó, mà nó hơi xíu xíu à, chắc là mưa quá ướt nên là có một câu nhỏ thôi vì lạnh nó hát nó rung rung đó, chỉ như đó thôi chứ còn mọi thứ được tuyệt vời. Chúc mừng hai em. Xin cảm ơn anh Hưng. Xin mời chị Ly. Hôm nay thì càng ngày càng thấy cái duyên của anh MC. Kim Khang xin phép là cái này là phải nói kể công của anh Vi. Tại vì anh Vi là người nghĩ ra hết những cái kịch bản này. Dạ. Đúng, cái đó là mình đang nói về kịch bản. Nhưng mà nhiều khi kịch bản hay nhưng mà người diễn không ra, hoặc là diễn không duyên nó lại càng cái khác nữa. Đó, chứ nhiều khi cái bữa sau cái nói trời ơi, không ngờ Khang diễn dở dữ. Dạ, cái này kịch bản của anh Minh Phi. Đây bây giờ tôi đang có khen, tôi đang nói kịch bản thì ok. Nhưng mà tôi đang khen đích danh cái anh MC. Càng ngày tôi ghi là Khang càng ngày hài, càng duyên nhỉ. Còn nói về hát thì giống như là anh Hưng hay là chú Hưng cái lộn đã khen rồi. Nhưng chỉ tiếc tí xíu Nghĩa. Cái đoạn cuối lúc mà em hát để mà cả sớm mà ra mà ngồi nghe đó, nghe thưởng thức á, thì nếu mà em có vẻ nó hơi tự nhiên tí xíu nữa, thì em vừa hát vừa đi, em mời kẹo thì nó dễ thương, em đứng người ta tự tới mua. Còn về hát thì được. Được, cứ theo cái đà đó mà tiến lên. Ok, chúc mừng em. Cảm ơn chị Ly.
Xin mời chị Phương Thanh, nãy giờ mời cán móng tay, suy nghĩ gì chị? Đây, bây giờ tới phiên em xin Nguyên Khang nè. Chừa cho cô đó cô. Mình nói gì giờ ông Minh? Tới. Nãy nói để dành Khang. Tôi yêu nhau gì tôi nói bán gì. Ai là bán bán chứ, đúng không? Ngày xưa ông là chồng của bà Ly, giờ ông ngồi kế tôi, ông là của tôi. Thôi bàn với nhau đàng hoàng chứ, đúng không ạ? Nói chung là khen về công nghệ với thiện nhân cũng nhiều rồi. Bây giờ mình tìm gì ta? Nói về Nguyên Khang đi. Phải công nhận là cái kịch bản này nhờ có Nguyên Khang dẫn vô rất là duyên. Phải công nhận. Dẫn duyên đó, cho nên cái tiết mục nó duyên từ đầu. Chứ nếu mà hai em mà ca hay quá mà Nguyên Khang dẫn vô không có duyên, nó sẽ bị hụt cảm xúc. Bây giờ mới vô hai cháu nè. Phải công nhận á, thiện nhân á con có một cái giọng hát cô thích vô cùng. Nó bay bay nè. Cái chất của con rất là ngọt ngào nhưng không quá gọi là quá cố gắng, mà con hát rất là tự nhiên. Cái điều đó là cái điều con có một cái lợi thế. Con hát bolero mà con nghe rất cảm xúc nhưng lại không bị não nùng. Là hay, hay. Một chàng pháo tay cho em đi quý vị. Công Nghĩa cũng có một cái chất giọng rất là ngọt, có đôi chỗ em hát hơi bị lép hơn với chút xíu so với thiện nhân, cho nên chỗ đó khi mà có mấy khúc xuống thấp á, em phải hát mạnh hơn một chút xíu, tại vì giọng của thiện nhân hình như hơi mạnh đúng không con? Để cho nó cân lên một chút xíu, chứ còn tất cả các những chỗ khác là ok hết. Nhưng mà đây là một cái cách lựa chọn một cặp song ca rất là ổn, bởi vì khi hát song ca cái nội lực, cái cảm xúc, tất cả mọi cái sở thích và cái suy nghĩ phải giống nhau hát nó mới hay, và lựa bài hát cũng rất là đẹp, bài hát đẹp phù hợp với cái phong cách là cái kịch bản lẫn tới cái giọng. Cảm ơn chị Phương Thanh và cũng cảm ơn chị về lời khen dành cho em. Đối với tôi, Nguyên Khang rất là có duyên. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Cảm ơn rất chị. Là dễ thương. Em yêu chị. Yeah. Thôi chúng ta đừng có yêu nhau, tôi có ông Minh rồi nha. Yeah. Trời ơi, cướp chồng công khai trên sóng truyền hình. Ê, đừng nói tôi kiếp cướp chồng, trời ơi. Xuất trong cái chương trình này thôi, còn hết chương trình là ông Minh trở về với bà Cẩm Ly. Okay. Đúng không? Các bác, các chị, các em, các cô. Anh cười có nghĩa là đồng lõa với tội ác đó anh. Ông Minh nói suy nghĩ của mình về hai đứa tụi tôi đi. Rồi suy nghĩ ha. Nãy tôi ngồi chỗ này tôi bị đơ quá. Sao vậy? Thế nó sai nè, thấy không? Cái thế nó ngồi, cái thế nó bị sai. Không, người ta yêu nhau là không phải khắc khẩu. Nghe nhìn bên kia kìa, nhìn bên kia kìa. Đó là yêu nhau nè. Cái đó là giả tạo hình thức, còn ở đây là chỉ có khắc khẩu thôi, nhưng mà nội tâm luôn hướng về nhau. Xích cho tôi coi. À, bà kéo tôi không á. Nội tâm cái gì? Nó đủ can đảm ôm ổng một cái. Chút xíu tôi xin lỗi bà trước. Cái này, cái kịch bản hôm nay mới có hai bài thôi, nhưng mà thực sự là cái phần ngẫu hứng nó nhiều. Cái phần ngẫu hứng này ở đây là thế này, ngay cả chú Đàm Vĩnh Hưng và cô Phương Thanh cũng không có biết trước cái kịch bản này. Chú nhớ dặn rất kỹ là con là tức là cho ba cách chứ gì để mà hai cách thôi, có hai cách xảy ra thôi. Chắc chắn hai cô chú mua, nhưng mà con sẽ lên con nói với chị Nghĩa là hai cô chú có mua của con nhưng mà không có trả tiền. Đúng thấy chưa? Chết không, cái này là nhẹ tiền. Nhàng thôi. Không, có người trả tiền là ông trả chứ tôi đâu có trả. Trời ơi, bà mua bà kêu tôi trả. Nãy tôi nói ông trả mà. Người ta yêu nhau trai mua ra bông cho gái. Rồi, như vậy thôi, không có vấn đề gì hết. Cái là chi tiết nhỏ để chú nói là hôm nay là cái ngày ngẫu hứng rất nhiều cho các bài hát. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem số điểm của bài giám khảo dành cho cặp đôi. 9,75. 9,75. Xin mời nữ ca sĩ Cẩm Ly. Cẩm Ly cũng gửi 9,75. 9,75. Sao bà giống tôi vậy? Số điểm của anh Hưng thì sẽ được giấu đi ở phần cuối của chương trình. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin cảm ơn. Thank you.
Wow, ăn một trái khế, đá một cục vàng. Ăn một trái khế, đá một cục vàng. Wow. Anh ơi, chim thần kìa. Wow. Quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ xuống. Hai vợ chồng người em chăm lo cày sâu cuốc bẩm, yêu thương giúp đỡ mọi người, biết tiết kiệm dành dụm, cho nên được chim thần trả công. Wow, wow. Dạ, dạ con đội ơn chim thần. Dạ, thưa chim thần, xin ông hãy cho anh chị của con á thêm một cơ hội để sửa đổi được không ông? Hai vợ chồng người anh à? Dạ. Wow, wow, wow. Hai vợ chồng người anh tiêu xài hoang phí, ăn chơi vô độ, đàn đứng, ăn một trái khế, đòi cả bao vàng, không biết dành dụm, yêu thương mọi người, gia sản tiêu tan. Wow, wow, wow. Chim thần. Chim thần. Trời ơi, biết làm sao hết trơn. Ơi mấy bà ơi, vô đây vô đây. Tìm giùm tôi thử con cái gì bán không? Đó bà chị, tôi về nữa kìa. Khổ hết sức kìa đó. Ê, mời mời móc giùm tôi thử con cái gì bán không? Rồi lấy tiền đi xong pin. Sẵn bằng bộ đeo mới luôn. Ai ghê vậy? Tiếng hả? Tiếng hả? Trèo lên cây khế mà. Bà ơi, em từ nhà ra. Yeah.
tại ông nói luôn. Lấy vợ tuổi dần mừng ăn mà trật chuột, ai nghe tới cọp cũng phải tránh xa. Quần áo tối ngày xốp này xốp nọ, Âu Đi thì ngó xe đạp thì chê, giúp Lào không lo Gucci thì liếc ngó, nhịn ăn ốm nhách mà ngỡ giữ yêu. Đời tôi lận đận cũng bởi tại ông, biết vậy ở không lấy chồng chi khổ. Thần tiên tới số mới rước phải bà, vừa bước vô nhà gặp bà là gây lộn. Gây lộn chứ bà gây lộn. Thôi bà. Bớ bà con ơi, con quỷ giờ cao nó quýnh tôi này rồi quá. Chết. Vậy đâu có ai thương con. Tự nhiên con vô can cái bị quýnh à. Bốn người bị đánh luôn. Quá, 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 quá. Ở giữa chồng nhà ngươi thiệt là sai trái, gặp nạn không hề sửa đổi. Quá, quá, quá. Dạ, dạ thưa ông thần chim, một lần nữa con xin ông hãy cho anh chị của con được sửa đổi để chí thú làm ăn à. Sửa đổi, sửa đổi, sửa đổi. Cốt, cốt nói với vợ chồng tôi một tiếng nữa đi. Ông thần chim ơi, ông cho hai vợ chồng anh con một cơ hội đi. Chị, bây giờ từ nay là chị phải lo làm ăn nha. Không có shop, không có móng tay móng chân gì hết trơn á, không có ao đì, rồi không có cuốn xì gì luôn nha. Tôi biết còn, rồi. Còn anh nữa, bỏ uống rượu đi cho nó cao lên. Biết rồi. Dạ. Dạ thần chim, tha lỗi cho vợ chồng tụi tôi nha. Quá thôi, ta sẽ cho hai người một cơ hội nữa, nhưng hứa là phải sẽ thay đổi, được không? Dạ. Thôi, ta đi đây. Quá, 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 quá. Nhớ sửa đổi nha chị hai. Trời ơi. Anh nữa đó, nhớ sửa đổi á. Vợ chồng gây lộn hoài, hàng xóm phiền lắm á. Nghe. Sẵn đây á, có chú Đàm Vĩnh Hưng, chú Lý Hải rồi vợ chồng cô Tư nữa. Tụi tôi hứa là sẽ sửa đổi. Sửa đổi. Giờ xin mời ban giám khảo nhận xét cho tiết mục này của cặp đôi Nhân Nghĩa. Hồi nãy khi mà mới bước ra, tại vì mấy bạn quá trang Lý Hải nhận không ra, thì thấy hai bạn ra hát trước thì Lý Hải hơi là lo. Tại Lý Hải không biết đó là hai thí sinh thật, thì Lý Hải cảm thấy hơi lo trong người. Ôi chết, coi chừng sẽ bị hơi lép với hai tiết mục trước. Nhưng mà khi bạn bước ra hát là bạn bước sao được, thì lúc đó mình mới cảm thấy là ok, an tâm. Và hai cái giọng hát của bạn đã thuyết phục thật sự, rất là ngọt. Rồi mấy nhân, thiên bạn nhân. Có duyên quá. Thiện nhân. Bạn có duyên quá. Và từ động tác diễn cho tới cách hát nhả chữ rồi, và rất là có duyên, rất là dễ thương. Phải nói là khi mà hai bạn cất tiếng hát lên là giọng hát rất là trong trẻo, mượt mà, cộng thêm những cái lối diễn xuất nữa, rất là có duyên nữa. Thì theo Lý Hải nghĩ là tiết mục này tròn vành, rõ chữ hết rồi.
Tôi viết dài lắm luôn nè, bao nhiêu thứ muốn nói đây nè. Thứ nhất, đây là một cái phiên bản mới so với một cái bản phiên bản cách đây 30 năm của chị Nhã Phương và chú Bảo Quốc đã từng diễn cái màn này trên truyền hình lúc đó Hưng còn nhỏ, đã thích cái này rồi. Đó, và mỗi chương trình ca nhạc yêu cầu người ta vẫn hay yêu cầu cái tiết mục này lại. À, dễ thương lắm. Đó, thì ngày hôm nay sau 30 năm thì đã được hai em diễn lại với một phiên bản mới cực kỳ là dễ thương. Có thể nói là đây là một cuộc cách mạng lột xác táo bạo và nó đầy cảm xúc. Chưa có ai thấy được hình tượng này. Mình sợ, mình sợ. Nhìn mặt lên coi. Vợ cái kìa. Xin lỗi, thử một vòng cái miệng bà đó đó. Bà vợ đó lên đây. Lúc đầu á, lúc đầu anh tưởng là Thúy Nga. Thúy Nga là diễn phụ. Trời đất ơi, cuối cùng là cô bé Công Nghĩa ở đây nhé. Hai vợ chồng kể tội nhau rất là thú vị, với nhiều câu vè mới được viết ra thêm nữa. Và người viết, tôi tin chắc người đó không ai khác chính là chịu làm cái hình ảnh nó xấu đi, xấu lắm luôn mà chưa từng thấy. Để đầu mùa tới giờ nó sến xúa mà nó diêm vua. Thấy không? Xấu mình nói cổ tự xấu hổ luôn mà cũng không dám nhìn thẳng mặt người khác. Còn về phần hát thì yên tâm rồi. Đây là cặp đôi là hát là yên tâm nhất. Tôi vẫn trông chờ để nghe phần hát. Mà ngày hôm nay các em chung đủ luôn cả cái phần nhìn nữa. Tôi ví như nếu đây là bộ phim dự thi thì tôi sẽ trao giải diễn viên chính xuất sắc nhất cho Thiện Nhân. Ngày hôm nay con diễn hơn cả những viên diễn viên chuyên nghiệp nữa. Xuất sắc, kinh khủng, xuất khủng khiếp luôn. Chú nói bị liếu lưỡi luôn này, thấy không? Đó. Tới đây chú ôm cái coi, quá giỏi đi à. Lại, em lại, em gửi một cái nụ hôn lên má Đàm Vĩnh Hưng cho anh coi. Rồi. Ôi, chưa có bà nào mà mặc đồ nhiều màu như bà này. Đó. Phải đi đúng thái độ vậy đó, đúng rồi, đúng rồi. À, xin mời chị Cẩm Ly, nãy giờ chị cười không ngớt đúng không? Miệng thì cười nhưng mà sao cứ nghẹn ở cổ á. Chắc có lẽ là cảm giác sung sướng quá, đã quá cho nên là không biết nói làm sao. Thực sự rằng á, Nghĩa ơi, lúc em ra, chị Thẩm thấy xấu hổ ghê á. Chị không nhận ra, thật tình là chị không nhận ra. Chị mới cứ hỏi Hưng là ai. Khi em cất lên tiếng hát, chị mới nói, ủa, Nghĩa đây sao Hưng? Chị bàng hoàng quá Nghĩa. Chị cảm thấy xấu hổ không nhận ra em. Bộ hội nhân ra chị còn hốt hoảng hơn nữa. Không thể tưởng tượng thì chị chưa bao giờ mà chị tưởng tượng. Chị có thể thấy hai cái hình ảnh mà Nhân với Nghĩa và chị không thể nào tưởng tượng được. Cho nên là anh Hân dùng cái từ quá đúng. Đây là một cuộc cách mạng rất lớn. Nhân ơi, con là một người mà con vẫn nói hoài, trời ban cho con được tiếng hát. Còn ngoài ra con không có diễn gì hết trơn á. Thường thường là con đứng một chỗ luôn á. Nhưng mà qua thời gian cô khen con từ từ là con có biết đặt cảm xúc trong câu hát. Và còn có biết biểu hiện trên gương mặt của con. Tại vì con vai nhỏ... diễn này là đỉnh đúng không? Con hát rồi con diễn, đặc biệt khi mà con đọc những cái câu vè đó. Em ơi, mấy cái chỗ điểm nhấn rồi nó hơn, nó ra hết á. Mà đặc biệt hôm nay là đọc tròn vành rõ chữ rồi cái cách diễn nó, trời ơi, nó đời mà nó không thể nào mà nghĩ ra hết. Hôm nay thật sự cô quá bất ngờ, cô ghi Nghĩa ơi, chị không nhận ra em mà trời ơi, cô bất ngờ quá đi Nhân ơi. Thật sự là hôm nay chị cảm thấy rất là hạnh phúc. Chúc mừng tiết mục của hai đứa quá trời. À, có một điều mà Nguyễn Kha cũng muốn lắng nghe tâm sự của Nhân. Đó là hôm qua lúc mà tập á, thì Nhân có bảo là em không có diễn được cái vai say rượu. Thế làm thế nào chỉ qua một đêm mà em đã có thể xuất thần đến như vậy? Dạ thưa anh, là em về nhà em cầm cái bầu rượu kia kìa, xong rồi em mở chú Hình lên lên, chú Hình lên diễn sao em diễn y xì vậy. Một tay vỗ tay cho Thiện Nhân. Anh nghĩ là không chỉ 500 anh em mà 500 ngàn anh em cùng 5 triệu anh em xem chương trình này sẽ ủng hộ cho em. Em đàn ông lắm nha. Đây. Xin mời anh Minh Vy. Chú thường là khi mà ở trên càng cười thì chú ở đây chú càng im, vì chú vui. Cái đó mới quan trọng. Khi giao cái bài hát cho tất cả ba cặp đôi và đưa kịch bản lên, ai cũng khóc hết. Thực sự là ai cũng khóc hết. Nó quá khó. Ngay cả tiết mục này. Còn bé Nhân, cái khó của cô bé Nhân là một cô bé 14, 15 tuổi. Làm sao để người ta thấy là ông già. Làm sao để cầm cái bình rượu lên mà người ta sẽ tưởng tượng không, mình không bị ép một đứa bé 14, 15 tuổi đóng cái vai đó, mà làm sao đúng là châm biếm và đúng là một cái sự sai trái của xã hội thời lúc đó, mà để châm biếm những cái sai và để khán giả công nhận. Cái đó là một cái khó, rất khó. Nhìn thì là vui. Hưng đã nhìn ra được cái hình ảnh về già của nhạc sĩ Phương Nguyên rồi đó.
Tóm lại là tiết mục này hai đứa không có phụ lòng của anh. Cái thứ hai nữa, bà chim. Trời ơi, cái con quạ nó tung tăng, nhưng nó có duyên của cái con quạ, không thuộc tuồng gì hết á. Nguyên kịch bản của tôi được gạch dưới đầu dòng 10 cái, thuộc được 5 cái, còn 5, 6 cái phân. 6 cái phân ra, mà 6 cái phân rất có duyên. Nó hợp lý mà. Ơi. Em chưa từng thấy cái bộ đồ nào con quạ mà xấu đến như vậy. Nhưng mà thôi kệ nó, vì nghệ thuật em sẵn sàng hy sinh cho, tại vì hai người này cũng xấu đâu có thua gì em. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với số điểm của ban giám khảo dành cho cặp đôi Nhân Nghĩa. Đầu tiên xin mời số điểm của anh Đàm Vĩnh Hưng. Khán giả có thể hô được không ạ? Chính xác 10 điểm. Chúc mừng, xin mời anh Lý Hải. Thật sự mà nói, mà nếu như mà Lý Hải cho dưới 10 điểm, Lý Hải rất là có lỗi. Và điểm của Lý Hải là 10 điểm, xin chúc mừng. Cảm ơn cặp đôi Nhân Nghĩa. Cuộc đời bênh bông, tôi lại về bên em. Ngày gió mưa không còn, nên đường dài thật dài, ta mặc tình dòng trời. Cùng nhau ta sẽ đi, sẽ thăm bao nơi xưa, vui một thuở lênh thật đây, mơ toàn chuyện trên mây. Về vui mừng, ai về
xin trở về. Hai cô bé này sinh ra đời hình như là để kết hợp cái bài hát này thì phải. Hai em giống hai chị em ruột mà hàng ngày tập trồng đã có tháng trường. Giống như vậy đấy. Tôi muốn cảm ơn vinh danh cả ban nhạc và anh em hòa âm và người đạo diễn đã làm bài hát xuất sắc. Anh lại có ý kiến, có suy nghĩ ngược với anh Văn. Anh Văn khen hai bạn hát hay đúng không? Theo em thì quá hay, phải là. Đây là một tiết mục anh thấy hài lòng nhất từ này đến giờ, và nó đáng thưởng thức hơn là để anh chấm thi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với số điểm của cặp đôi Cao Công Nghĩa và Thiện Nhân. Xin mời giám khảo Đình Văn. Và chú Văn cho 10 điểm. Và bây giờ là chúng ta sẽ cùng đến với số điểm của chị Tư Cẩm Ly. Anh xin được góp lời chút xíu. Là chị Ly là hay bị cái cảm giác là cứ sợ người khác soi mói, nói là mình là thiên vị, mình là học trò. Không phải Ly ơi, thứ nhất mình phải thừa nhận khán giả phải nhìn thấy được hết. Hay là phải đánh giá hay, dở đánh giá dở mình không có nói thêm hay nói bớt, đúng không? Với lại đang có một cái trào câu trào lưu, mình thích thì mình cho thôi. Điểm của giám khảo Cẩm Ly. Thôi bây giờ cho đi nhéo lại tí xíu đi. Đi cũng thật là sợ rồi. Cũng rất là ngại phải không? Ôi! Dành cho hai đứa 9,75. 9,75. Còn số điểm của anh Hưng rồi chắc khỏi hỏi ha. Hay anh khuyên người ta thì chắc chắn điểm ảnh cũng chắc phải cao hơn rồi. Thưa chị Năm, chị Năm thông cảm cho tôi nha. Hết cái mùa lúa này tôi chuyển sang trồng đậu. Thu hoạch xong tôi có tiền tôi trả liền cho chị à. Mà nếu mà chưa tới thu hoạch đó thì tôi đi mần mướn tôi trả cho chị liền. Chị thông cảm cho tôi nghe chị. Chị hứa với tôi bao nhiêu lần rồi, nhà chị nghèo á thì chị chịu nghèo đi. Cái đứa đầu á nó học đại học á chị cho nó lên Sài Gòn học, tôi đã không nói rồi. Cái đứa sau á chị cho nó học trường làng cũng đâu có chết. Chị ráng chị đi, chị vay chị mượn, chị cho nó đi học Sài Gòn. Dạ. Rồi bây giờ chị không có tiền trả tôi, chị hẹn hoài vậy sao? Như chị thấy gia cảnh của tôi đó, chồng tôi chết đi, tôi chỉ còn duy nhất hai đứa con gái. Con gái lớn nó lên Sài Gòn nó học, có con thân mình, tôi cho con bé nhỏ lên để cho hai chị em đỡ đần với nhau. Chị yên tâm đi, 2 năm nữa con bé lớn ra trường, rồi nó lo lắng cho em. Lúc đó tôi không còn lo nữa, tôi không mượn tiền của chị đâu. Thông cảm cho tôi nghe chị. Mà giờ tôi hỏi chị, bây giờ hai đứa nó học Sài Gòn rồi, bây giờ chị mượn tiền tôi để làm cái gì nữa? Dạ không giấu gì chị, nhà của tụi nó cách xa trường lắm. Tôi mua cho tụi nó chiếc xe đạp để hai chị em nó chở nhau đi học. Cái này gọi là chị đua đòi đó chị Sáu à. Chị không tiền mà chị mua, chị phải đi mượn để chị mua chứ vậy. Nhưng mà thôi, tôi thương người nào giờ chị cũng biết đúng không? Tôi thấy người nghèo lúc nào tôi cũng rộng lượng hết á. Dạ cảm ơn chị. Kỳ này tôi tạm tin chuyện lần nữa nha không? Dạ. 1 tháng thôi. Mà 1 tháng chị không trả, tôi cao nhà chị nha chị. Thôi tôi về, lát nữa tôi sai sắp nhỏ đem tiền qua nha không? Bây
Mới đây đã hơn một tháng rồi, gần tới ngày đưa tiền rồi. Ở trong nhà không có tiền lấy gì đưa cho người ta. Rồi tôi biết phải làm sao đây. Mình ơi, xin mình phù hộ cho tôi. Để tôi có tiền tôi trả tiền cho người ta. Mẹ, mẹ, con về rồi nè mẹ. Trời ơi, công chúa nhỏ của mẹ. Mẹ gửi tiền lên tụi con mua xe đạp rồi đó hả? Dạ mẹ. Có chiếc xe đạp rồi á, thì tụi con gái Ngọc ngoan ngoãn nha con. Sao rồi, hai chị em sao rồi? Ăn uống có đầy đủ không con? Dạ đủ. Con mẹ, con có nghe lời chị không? Đầu làng dân má quê tôi giờ bay gắn cò, có mẹ tôi ní non, lời ru lời thương nhớ con, lòng mẹ như con nước trái tràn ra muôn nhánh sông, sông sâu nghiêng bóng dừa bìm bìm kêu nước lên, sớm hôm chẳng ngày giang như cánh cò trải dài trên lúa xanh, mồ hôi cùng bao gió sương, một đời gian đôi cánh táo tận cho lúa thơm, còn thơ người vô cùng khích, đó là niềm vui biết la làng lắm con, không, không có chuyện gì đâu. Không mẹ ơi, không thấy ai đang tiến qua nhà mình nữa mẹ. Không, không có ai hết. Tụi con vô ăn cơm đi, mẹ nấu cơm xong rồi. Đi mẹ. Vô ăn cơm, đi vô ăn cơm đi con. Đi đi vô, đi vô đi, đi vô nhà. Mau lên. Sao đâu? Dạ, chị ơi, mấy đứa nhỏ nó đang ở nhà. Chị đợi cho nó lên thành phố đi chị. Rồi tôi trả tiền cho chị liền à. Tôi không muốn cho tụi nó nghe là tôi mắc nợ, mắc nần. Chị ơi, tôi xin chị. Ủa, chị biết sợ hả? Chị biết sợ mà chị để tới giờ này chị không trả tôi ngàn bạc nào. Xét nào? Mấy chú ơi, đừng đừng lấy đồ của tôi. Mấy chú ơi, à, chú ơi, đừng lấy đồ của tôi chú ơi. Chú lấy đồ lấy gì tôi đẩy cái đó cho tao. Đừng 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 có lấy cái đó, tôi nấu cơm cho con tôi ăn chú ơi. À, trả xe đạp cho con tôi mẹ ơi. Chú ơi. Chị ơi, tôi xin nghèo kiết xác mà đố đời. Trả xe đạp cho con tôi. Trả xe đạp cho con tôi. Sớm hôm chẳng ngại giang hồ, gian nan mẹ như cánh cò, trải dài trên lúa xanh, mồ hôi cùng bao gió sương, một đời gian đôi cánh táo tận cho lúa thơm, còn thơ cười vui khung khinh, đó là niềm vui. Thank you.
để cho đời con lớn khôn. Mà lòng con đâu biết mỉm cười trên bao xót xa, còn mong thời gian thay đổi để mẹ thay lòng xa. Mà lòng con đâu biết mỉm cười trên bao xót xa, còn mong thời gian thay đổi. Rất xúc động. Dạ cảm ơn chị Quỳnh, diễn hay quá chị Quỳnh. À, là về bài hát, hai em đã cho anh và khán giả thấy rằng là cái sự đồng nhất và cái sự hòa quyện vô cùng chuẩn xác trong hai giọng hát của hai em, mặc dù là đồng âm thôi nhưng mà nó như một cái máy mở ra, không có lòi ra giọng nào riêng biệt cả, đang xen vào nhau giữa diễn xuất của chị, tiếng khóc của chị, giọng nói của chị và giọng hát của hai em và cả từng câu từng chữ trong ca từ này nữa. Chúc mừng hai em. Cảm ơn anh Thư. Hôm nay nếu để ý kỹ, chị diễn xuất thần, chị diễn nghẹn ngào của một bà mẹ đau đớn bao nhiêu cái. Chính vì chị vì diễn như vậy, chị lớn là chị Nghĩa có thể cảm nhận được ngay và tương tác được liền. Nhưng cô bé nhỏ cô bị ngỡ ngàng, chết rồi hôm qua sao không diễn vậy mà hôm nay con diễn, mà cô diễn như vậy. Lúc đó là thật sự là cái cách diễn đó mình có bị ngạc nhiên, choáng ngợp không? Hay là mình cảm xúc ở cái phần đó? Rồi không được rồi. Là cảm xúc rồi. Có cảm vậy xúc. Là cái sự tưởng tượng của bé đã có. Thì có thể là hôm nay cái bài này, một là nó cảm xúc, hai là bé nó đau hơn, thấu hơn, nhất là suy nghĩ về cái sự hy sinh, những cái gian khổ, những cái cực khổ của mẹ, mẹ ruột. Mà nhất là hôm nay có mẹ Nhân mới bay từ Quy Nhơn vào. Có hả? Hôm nay có mẹ. Dạ xin lỗi, bác đang ngồi, bác ngồi ở như đây. Bây giờ thì làm điều quan trọng đó là chúng ta sẽ kèm số điểm của ban giám khảo dành cho cái tiết mục này nó sẽ như thế nào. Đầu tiên xin mời ca sĩ Quốc Đại, mời anh. 10 điểm. 10 điểm, xin chúc mừng. Xin mời ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. 10 chẳng tròn luôn. 10 điểm, xin chúc mừng. Rồi chị Tư Khẩm Ly, chị khó rồi. Chỉ là không bao giờ có cho 10 đâu. Ly, Hưng nói thiệt nha, Ly Hưng phản đối hoàn toàn kịch liệt luôn. Nếu mà cái tiết mục này mà Ly chấm 75 hay chấm 85, không phải 10 là Hưng nghỉ chơi Ly luôn. Hồi xưa đến bây giờ đó, giám khảo luôn khi cho điểm luôn bị áp lực từ khán giả. Lần đầu tiên trong đời giám khảo cho điểm áp lực từ giám khảo. Cái bên là sao? Quý vị, số điểm của chị Cẩm Ly sẽ được chúng tôi công bố ở phần cuối của chương trình. Bà mẹ đó, bà mẹ cũng thoát vai rồi. Nãy có hỏi riêng anh, em mùa sau số tới chị đăng ký thi cặp đôi vàng. Một sáng tinh mơ, bước chân xuống phố, hồn thơ mơ màng, thoát nghe tim đập rộn ràng, cất lên tiếng gọi mơ màng tình say. Sao anh nỡ quên Đà Lạt thơ, quên những đêm sương đổ trắng mặt hồ, quên người em gái ngày xưa, quên đường xuôi dòng mong mơ, những khi chiều vắng. Xa nhau quá ơi Đà Lạt ơi, tôi nhớ Cam Ly ở cuối chân trời. Bao lần nghe lá vàng rơi, bao mùa thu chết ta tới, lẽ gì vẫn nhau suốt đời.
Quý vị, chúng ta vừa đến với một bản mashup hai ca khúc viết về thành phố Đà Lạt, rất hay, rất lãng mạn. Và Nguyễn Khang nghĩ là chị Cẩm Ly là người có nhiều ca khúc thể hiện về Đà Lạt mà quý vị và khán giả cũng rất là yêu mến. Chị có muốn bắt đầu trước không ạ? À? Lên cho ý kiến đi bác. Cho ok. Dạ. Con hát dễ bị sai dấu lắm. Ví dụ lắng nghe chiều xuống thì cháu hát lắng nghe chiều xuống đấy. Cháu rất là nhiều ở trong cái bài vừa rồi thì để ý cháu chỉ có bị một cái đó thôi. Và cố gắng mở họng ra, họng bên trong nhé, ra để cho cái âm nó tròn hơn. Còn cái độ mượt mà bất chất giọng cháu thì càng ngày nó càng tốt hơn rồi. Rất vui khi mà lâu rồi gặp lại cháu hát được như thế. Nghĩa thì giọng ca của Nghĩa là anh vẫn thích như cái lần đầu mà anh được nghe em hát như vậy. Với tiết mục hôm nay thì chị chưa thấy ưng ý lắm. Có lẽ là trong cái hát chị cảm thấy nó chưa có được mượt mà hay trôi chảy như những cái lần trước. Những lần trước hai đứa làm tốt hơn nhiều. Kiểu phải khó tí cho nó ra vẻ cô giáo ấy. Có thì mới nói chứ, giống như cái vụ mà khẩu hình mà mở miệng là cô nói với con hoài nhân. Cô nói với con hoài nhớ không? Cô nói con không có được hát bẹp bẹp ra. Thế hôm nay bác Linh lại nói một lần nữa, cái này là con phải nhớ. Đúng không? Làn hơi mình dài, dư, cao, rộng, nhưng nó phải tròn nữa, nó mới đầy đặn cái câu hát của mình. Nghĩa hôm nay thì làm tốt hơn nhiều, nhưng mà sự phối hợp giữa hai chị em thì nó không có bằng những cái đêm trước. Nghĩa vẫn có một điểm nhỏ là lên không tới cái câu cao, đoạn điệp khúc, đúng không? Rồi bé Nhân chỉ bị một cái điểm vào chỗ đó. Thực ra ban nhạc cứu con rất nhiều, cứu cả hai đứa đó. Chú khẳng định là ngoài ban nhạc cứu con á, con phải nhờ cái nhóm múa làm sao hỗ trợ và anh Lê Việt. Cặp này, chú khẳng định là chỉ có bạn Lê Việt dựng múa cho tụi em mới đẹp thôi. Xin được cảm ơn anh Lê Việt. Anh Lê Việt cũng là người dàn dựng cho khá nhiều tiết mục của chương trình Tuyệt đỉnh song ca phiên bản cặp đôi vàng, cũng là một tài năng của chương trình của chúng ta. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần cho điểm của ban giám khảo. Tôi đến đây với một cái bóp điểm. Và từ đầu và giống như đến một buổi chợ để mua đồ vậy. Và tôi đã chắc chiêu lúc đầu tôi mua cẩn thận để tiết kiệm về sau. Và bây giờ trước khi
ra về thì tôi móc túi ra, còn bao nhiêu trong bóp tôi cho hết. 10 điểm. Oh, wow. Điểm 10 đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay. Cô cảm thấy không có ưng ý hài lòng như những lần trước, cho nên hôm nay cô chỉ dành cho hai đứa 9 điểm rưỡi thôi. 9 điểm rưỡi.